Một cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí được tổ chức bởi VTV và Viettel đang diễn ra trên myclip.vn. Nhà hát Những Giấc Mơ Online, nơi các bé được thể hiện tài năng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng. Hai thí sinh có điểm số cao nhất nhận được tấm vé vàng tham gia chương trình Nhà hát Giấc Mơ cuối năm trên VTV cùng giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. 8 thí sinh có điểm số cao tiếp theo nhận được giải tài năng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, các bé còn có cơ hội nhận giải tháng và giải may mắn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bé trình diễn tài năng của mình dưới bất cứ hình thức nào, hát, múa, nhảy, diễn kịch, chơi nhạc cụ, mỹ thuật, võ thuật, toán học. Không chỉ nhận được những giá trị giải thưởng lớn, đây còn là dịp để các bạn nhỏ được xuất hiện trên truyền hình, được gặp gỡ và giao lưu với các bạn cùng trang lứa và những nghệ sĩ nổi tiếng. Chắc hẳn sẽ là những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ của tuổi thần tiên. Cách tham gia vô cùng đơn giản, hãy truy cập myclip.vn suộc Nhà hát Giấc Mơ để đăng ký tham gia hoặc tải ứng dụng MyClip, MyClip suộc app. Hãy truy cập myclip.vn suộc Nhà hát Giấc Mơ và tham gia ngay hôm nay. Theo dõi fanpage MyClip, facebook.com/myclip.vn/fanpage để cập nhật thông tin từ chương trình.